2. Ngày hôm nay tôi muốn làm một điều rất là điên rồ mà tôi đã muốn làm từ bấy lâu nay, đó chính là bơi ra tháp Rùa. Bởi vì từ ngày bé thì chúng ta đi qua đây rất là nhiều lần rồi và gần như là Hồ Gươm là một cái điều gì đó rất là thiêng. Và tôi hỏi là tại sao chúng ta không thử bơi ra đấy? Và tôi rất muốn làm điều đó trong cuộc đời này. Và tôi sẵn sàng chịu mọi hậu quả nếu như mà bị bảo vệ tóm được chẳng hạn. Nhưng mà cái điều này thì không khuyến khích với tất cả mọi người đâu nhá. Và thời tiết thì cũng khá là lạnh. Nhưng mà tôi không sợ đâu. Thực ra là cũng đông, tôi đang đi bộ được cơ mà. Tới rồi. Ở trong cái tháp Rùa kia có cái gì rất nhiều người chắc hẳn là chưa bao giờ được biết. Tôi cũng vậy. Tôi sẽ quyết tâm xem ở trong đó có cái gì. Tới rồi. Ồ, là mệt đấy. Cùng với tôi đã tới. Trong này có một bàn thờ. Wow! Tôi đang đứng ở tháp Rùa. Xa xa là Bưu điện Hà Nội, kia là Ủy ban. Và tôi thấy trong tháp còn có một cái thang đi lên. Ồ, trên này khóa mất rồi.